đá hay bất kỳ môn thể thao nào, việc duy trì được phong độ cao là điều không hề dễ dàng. Mà để có được phong độ tốt nhất thì điều đầu tiên là phải đạt được trạng thái tốt nhất trước, trong và thậm chí cả sau trận đấu. Đó cũng là lý do Hùng Thịnh luôn sẵn sàng bên mình những thực phẩm bổ sung với tiêu chuẩn vận động viên. Đó là bộ sản phẩm mang thương hiệu OTE Sports mà mình đang cầm trên tay đây. Trước mỗi trận đấu, mình luôn sử dụng Energy Gel của OTE để có được nguồn năng lượng nhanh chóng. Đây là sản phẩm gel dạng lỏng như nước, rất dễ uống và không gây đầy bụng. Thành phần được chiết xuất 100% từ hoa quả tự nhiên, cho cảm giác rất thanh mát và dễ chịu. Và quan trọng nhất, sản phẩm được chứng nhận Informer Sport, không có thành phần cấm và được sử dụng kể cả khi thi đấu chuyên nghiệp. Gel năng lượng bóng đá thế giới đã dùng nhiều rồi, và Dũng cũng vậy. Dũng chọn Energy Gel của OTE vì dạng này dùng vị hoa quả thật và rất tươi mát. Nhờ vậy mà tinh thần và thể lực cũng tốt hơn, bởi ngay lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào hơn, dễ hấp thu và phù hợp với thi đấu ở cường độ cao. Kể cả khi đã đạt thể lực sung mãn trước trận đấu thì việc bị mất sức, đuối sức là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt trong trời nóng. Những lúc như vậy, mình thường sử dụng HydroTabs với công thức điện giải bù nước nhanh, tăng khả năng tập trung và tăng cường chuyển hóa năng lượng. Sản phẩm này sẽ giảm đuối sức, căng cơ, chuột rút, tăng khả năng dẻo dai của xương khớp và ngăn ngừa các chấn thương nặng. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi trong trận đấu hay trong quá trình tập luyện, mình chỉ cần uống một viên sủi HydroTabs là cảm thấy thể lực được hồi phục đáng kể, rất là sung mãn, giữ cho cơ bắp được bền bỉ lâu hơn. Dùng như vậy cũng phát huy tác dụng của gel OTE nên thực sự là combo rất hiệu quả. Nền tảng thể lực được duy trì tốt trong suốt cả trận đấu chính là bước đệm tinh thần để mình có thể tự tin thi đấu với cường độ cao mà không lo bị đuối sức hay chấn thương. Đương nhiên, việc phục hồi thể lực sau trận đấu là rất quan trọng đối với bất kỳ vận động viên thể thao nào, và bánh năng lượng Anytime Bar là sản phẩm mà mình thường sử dụng. Trong Anytime Bar có cả protein và tinh bột giúp hồi phục năng lượng nhanh hơn. Đặc biệt, bánh rất healthy vì là tinh bột chậm, dễ hấp thụ, như vậy kiểm soát lượng calo tốt hơn. Bánh rất nhỏ gọn nên mình thường sử dụng sau trận đấu hoặc sau những buổi tập hàng ngày. Trong những buổi tập có nhiều thời gian nạp năng lượng thì Dũng thường sử dụng thanh năng lượng Dual 3. Dòng thanh năng lượng này được chia làm hai phần, rất thuận tiện khi sử dụng. Các bạn có thể sử dụng trước buổi tập hoặc khi cần năng lượng nhanh. Vì sử dụng tinh bột nhanh nên khi ăn sẽ loại bỏ cảm giác đói khát, đem lại nguồn năng lượng dồi dào và sự tập trung cao độ cho các bài tập. Và đó là tổng quan về bộ sản phẩm bổ sung mang thương hiệu OTE Sports mà mình đang sử dụng. Nếu các bạn cần tìm những sản phẩm bổ sung với chất lượng tiêu chuẩn vận động viên thì đây chắc chắn là những sự lựa chọn hàng đầu dành cho bạn.